Hello anh em, ngày hôm nay thì Laptop TC sẽ lên cho anh em một dòng sản phẩm gaming, đó chính là chiếc Lenovo Legion Pro 5 với cái phiên bản là R9000P với chip AMD Ryzen 9 7940 5000X, và card của nó thì là card RTX 4060 nha anh em nhé. Vậy thì chiếc máy này nó có cái thiết kế như thế nào và cái hiệu năng của nó ra sao thì anh em hãy nhớ theo dõi hết video này. Mình sẽ đưa ra một cái đánh giá khách quan nhất để cho anh em có thể gọi là nhìn nhận về cái dòng sản phẩm này. Ok, chúng ta bắt đầu thôi. Ok, đầu tiên thì anh em hãy nhìn cái thiết kế của nó. Một cái thiết kế rất là gaming và hầm hố. Với cái điểm nổi bật nhất anh em có thể thấy đó chính là chữ Y, nhưng mà bị tẹ đôi anh em ạ. Nhưng với chữ Y quen thuộc này thì những anh em nào mà đã từng sử dụng cái dòng Legion này rồi thì anh em thấy nó cũng rất là bình thường rồi đúng không? Rất là quen mắt rồi. Còn những anh em nào mà chưa trải nghiệm thì chúng ta thấy nó cũng khá là hay và cũng khá là phong cách. Và về chất liệu thì nó sẽ là sử dụng chất liệu kim loại nguyên khối, được hoàn thiện rất là chắc chắn, và cái thiết kế của nó trông cũng rất là đẹp và tinh tế anh em nhé. Thực sự là trên cái dòng Lenovo ấy, thì tất cả những cái thiết kế của nó trông rất là đơn giản nhưng mà lại rất là tinh tế, vẫn toát lên một cái vẻ gì đó. Nếu mà dòng văn phòng thì trông nó vẫn rất là đẹp và sang, còn đối với những cái dòng như kiểu là dòng máy chạm thì trông nó rất là khỏe. Còn đối với dòng gaming thì anh em nhìn thấy đấy, nó trông vẫn rất là đẹp và hầm hố đúng không? Hầm hố thì cũng hầm hố rồi. Tất nhiên đi kèm với hầm hố thì nó sẽ có một cái trọng lượng cân nặng cũng gọi là khá là đáng kể. Máy thì theo như mình biết thì nó sẽ rơi khoảng tầm 2,5 kg. Nhưng thôi mình cứ cân thực tế lên cho anh em thấy nhé. Đây có bàn cân này, cân thực tế lên. Nó sẽ rơi khoảng tầm 2,5 kg. Đi kèm với đó là sạc của nó sẽ rơi khoảng tầm là 800g nữa. Là anh em sẽ có một chiếc máy và sạc sẽ rơi khoảng tầm 3 cân 3. Đó, một cái trọng lượng rất là lớn để chúng ta gọi là có thể mang đi mang lại. Tuy nhiên là những anh em mà trải nghiệm những con gaming như thế này thì chắc là anh em đều là thanh niên sức dài vai rộng thôi. Có vác thêm 3 cân hay 4 cân thì nó cũng không quá nặng nhọc đúng không? Và mở máy ra thì chúng ta sẽ có một chiếc màn hình 16 inch suýt thì hoàn hảo. Tại sao lại suýt thì hoàn hảo? Bởi vì ở đây nó vẫn có một số điểm nó chưa được hoàn hảo cho lắm. Ví dụ như là về cái độ phủ màu của nó thì được khoảng tầm 99% sRGB như các bạn thấy mình đang đo thực tế ở đây. Và cái điểm delta E của nó thì cũng chỉ được khoảng tầm là hơn 1 chấm, cũng không được dưới 1. Do đó thì cái màu sắc của nó cũng không phải là độ phủ màu hoàn hảo cho lắm. Và độ sáng màn hình của nó là độ sáng màn hình 500 nit nha anh em nhé. Còn về cái tỷ lệ màn thì nó đang là tỷ lệ màn 16:10. Chúng ta ở đây thì sẽ có thêm một chiếc màn hình với độ phân giải là 2,5K với 2560x1600. Và có một điểm ở đây mà mình thích ở cái màn 16 inch này, đó chính là sử dụng viền benzen ở bốn cạnh đều mỏng, nên là chúng ta sẽ có một cái không gian trải nghiệm game rất là tuyệt vời, rất là rộng rãi. Tức là nếu mà chơi game thì càng màn to anh em càng thích đúng không? Và có một điểm mà anh em game thủ không thể bỏ qua, đó chính là tần số quét của chiếc màn này nó lên tới 240Hz. Thực sự là với 240Hz thì mình nghĩ là tần số quét cũng khá là cao, nhưng mà để sử dụng những cái con game mà có đến tần số 240Hz thì chắc là cũng không nhiều đâu đúng không? Phần đa thì chắc chỉ khoảng tầm 200, dưới 200. Và bên dưới màn hình thì chúng ta sẽ thấy đó chính là một bộ bàn phím. Thực sự với cái bàn phím của Lenovo thì ngay cả từ những cái dòng máy gọi là rẻ nhất dành cho văn phòng thì cái trải nghiệm bàn phím nó cũng rất là tuyệt vời rồi, chứ không nói gì đến cái việc gọi là trải nghiệm bàn phím ở trên gaming. Đối với Legion Pro 5 này thì mình đánh giá cao với cái chất lượng bàn phím, nó không kém cạnh gì so với bàn phím cơ anh em nhé. Nó gõ rất là êm tay, bàn phím full size được thiết kế truy tra thế này, cái việc mà đánh phím thì thực sự là trải nghiệm rất là tuyệt vời. Thực sự là đánh giá cái bàn phím này thì mình có đánh giá nó là một bàn phím chất lượng cao với hành trình phím sâu, độ này tốt và gõ rất là êm ái chính xác. Về kích thước thì nó có kích thước tiêu chuẩn với bố cục rất là hợp lý. Ngoài ra thì còn có cả đầy đủ đèn LED RGB từng phím, hỗ trợ chơi game trong môi trường thiếu sáng hoặc là anh em chơi vào ban đêm, rất là ok về cái chất lượng bàn phím này. Còn về touchpad thì chúng ta sẽ có một chiếc touchpad khá là lớn và to, anh em có thể thoải mái sử dụng với cử chỉ hai điểm đa điểm, di chuyển rất là mượt mà, còn độ nhạy rất là tốt và nó hỗ trợ những cái thao tác chính xác hơn. Khen thì khen cái touchpad vậy thôi, chứ thực ra thì anh em mà chơi game hoặc là chúng ta sử dụng làm việc ấy, thì phần đa chúng ta dùng chuột ngoài là nhiều đúng không? Do đó thì chúng ta sẽ cần đến những cái cổng kết nối. Và cổng kết nối ở trên Legion Pro 5 này thì nó cũng rất là đầy đủ để anh em có thể gọi là cắm với các thiết bị ngoại vi. Với bản Legion R9000 này thì anh em sẽ được trang bị đầy đủ các cổng kết nối, giúp cho anh em thuận tiện kết nối ví dụ như là chuột, bàn phím USB, box hay là ổ cứng HDD. Với hai cổng USB-C Thunderbolt 4, một cổng USB-C có hỗ trợ 3 Gen 1, và là chúng ta sẽ có 3 cổng C và 3 cổng A, một cổng mạng LAN RJ45, một cổng HDMI 2.1, một jack cắm tai nghe và một cổng nguồn sạc, cùng với đó là các khe thoát gió tản nhiệt anh em có thể thấy. Và với hệ thống tản nhiệt của Legion R9000P này thì thực sự là nó có cái tản nhiệt rất là tốt nha anh em nhé. Hệ thống tản nhiệt hiệu quả sử dụng quạt Legion Confong 4.0 giúp máy hoạt động mát mẻ, không bị nóng khi chơi game hay là sử dụng các tác vụ nặng. Ngoài ra thì anh em còn có thêm cái gọi là Lenovo Vantage. Còn về âm thanh thì chúng ta sẽ có một hệ thống âm thanh gọi là Harman Kardon cao cấp, âm thanh sống động, rõ ràng và khuếch đại âm thanh mạnh mẽ. Thời lượng pin thì sử dụng cũng gọi là ok, pin sử dụng cơ bản anh em có thể dùng được khoảng tầm 5 đến 6 tiếng.
Và về việc Windows thì anh em sẽ có sẵn ở đây là Windows 11 với hỗ trợ đầy đủ các tính năng. Rồi, cuối cùng thì chúng ta sẽ đi đến hiệu năng với con chip AMD Ryzen 9 7945HX. Nó sẽ có hiệu năng mạnh mẽ như thế nào? Và để test hiệu năng của con CPU này thì mình có sử dụng phần mềm Siriben 2024. Như anh em có thể thấy ở trên màn hình là nó cho ra cái điểm số rất là cao. Ngoài ra thì anh em có thể nâng cấp thêm với cái việc là chúng ta có thêm card RTX 4000 series. Với cả thế hệ mới này thì anh em có thể chiến game mượt mà. Và cái phiên bản card ở đây của mình là card RTX 4060 nha anh em nhé. Với card này thì mình cũng có test thực tế luôn. Với cái phần mềm Fullmax thì nó cho ra cái điểm số rất là cao. Với cái FPS là hơn 100 ở cái chế độ màn hình phân giải là 2K nha anh em nhé. Và như anh em có thể thấy này, cái card RTX 4060 này nó ăn tới 140W điện. Như vậy là một cái con card rất là khỏe, đúng không? Và RAM thì ở đây mình đã có sẵn là RAM 16GB với RAM DDR5. Nó hỗ trợ đa nhiệm mượt mà, xử lý các tác vụ nặng hiệu quả. Ngoài ra thì anh em có thể sử dụng thêm ổ SSD 1T, chúng ta có thể lên được ổ cứng 2T. Với dung lượng này thì anh em có thể gọi là truy xuất dữ liệu rất là nhanh này, khởi động máy mượt mà và loạt các ứng dụng nhanh chóng. Nói chung với cái cấu hình và hiệu năng như thế này thì nó sẽ phù hợp cho những anh em nào mà gọi là game thủ chuyên nghiệp, hoặc là những anh em cần làm về những cái phần mềm gọi là đồ họa nặng nhọc thì anh em cũng có thể xử lý được với cái việc mà chúng ta có cái cấu hình như thế này. Với con chip AMD Ryzen 9 và card RTX 4060 với cái cấu hình này thì thực sự là quá tuyệt vời rồi anh em ạ. Và tổng kết lại thì Lenovo Legion Z 9000 2023 đây thực sự là một lựa chọn quá phù hợp dành cho những anh em nào gọi là làm streamer này, hoặc là những nhà thiết kế chuyên nghiệp, hay là những anh em game thủ chuyên nghiệp, để chúng ta đưa ra những cái lựa chọn với cái dòng sản phẩm khoảng tầm hơn 30 triệu này. Chúng ta sẽ có một cái chiếc máy chiến game rất là tốt, làm việc cũng rất là ok. Ok, anh em thấy sao về cái dòng sản phẩm này? Hãy để lại comment ở bên dưới để chúng ta cùng thảo luận và đánh giá thêm. Nếu anh em thấy video này hay thì hãy cho mình một nút like. Còn nếu thấy chưa hay và cảm giác nó vẫn đang sơ sài thì anh hãy cứ bấm nút đăng ký kênh Dr. TC đi, để bên mình sẽ cố gắng gọi là rèn luyện cho những cái video sau nó hay hơn, để đưa đến cho các bạn những cái video giá trị hơn. Ok, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.